Nhưng lại có một cái điều buồn thay, chỉ riêng đúng video clip này và hôm nay anh đã ra được một cái quyết định thì mới thông báo luôn tất cả mọi fan với anh. Thật ra đây là một cái phiên bản mà 007 thì tất cả gần như anh nghĩ rằng với độ tuổi của anh thôi, đúng không ạ? Là ai cũng sẽ xem về một cái chuỗi series phim của James Bond 007. Thì bản thân anh cũng không ngoài phạm vi đó và đã rất ấn tượng cho về diễn viên trong bộ phim 007. Tức nghĩa là đó, kiểu vậy. Rồi lúc nào diễn viên 007 cũng gắn liền với một người đàn ông rất là bảnh bao, chỉnh chu như anh Minh đây. Nên hôm nay anh quay là tới đây anh rất là chỉnh chu để anh có thể phối hợp với cái dòng Black Car, và cũng đi một cái xe rất là chỉnh chu, cố tình dán cái xe lại mát Black hết toàn bộ để mặc với một bộ đồ giống như diễn viên 007. Và đối với những dòng xe thì mọi người cũng biết rằng là anh Minh vừa có chiếc Aston Martin. Đó cũng là một trong những cái mà có sự tính toán trước, là câu chuyện là mình thích 007 nên mình thích dòng Aston Martin. Và trong những video clip trước cũng đã chia sẻ tại sao xuất hiện chiếc xe đó. Và một cái bật mí kế tiếp đó là Leica nó sẽ bổ trợ cho những cái tấm hình sắp tới của xe Aston Martin mà anh sẽ cố gắng học hỏi để sử dụng máy ảnh và ghi nhận lại những cái khoảnh khắc cho chiếc Aston Martin. Nhưng lại có một cái điều buồn thay, chỉ riêng đúng video clip này và hôm nay anh đã ra được một cái quyết định thì mới thông báo luôn tất cả mọi fan về anh. Chiếc xe đó sẽ ra đi, và rất nhanh, đến rất nhanh như một cơn gió, như 007 lướt qua mất luôn. Tại vì trong điệp viên 007 đại đa số những cái xe mà James Bond chạy là nổ banh, nên là anh Minh ở Việt Nam không làm được điều đó nên bán xe nhanh hơn và sẽ đón chờ một sản phẩm khác cũng từ 007. Hy vọng điều đó sẽ làm được trong tương lai gần nhất để phối hợp cùng với máy ảnh Leica. Và thôi, đó là tại sao anh chọn thương hiệu Leica và cũng như là series model của 007. Rồi bây giờ sẽ nhờ bạn inbox về sản phẩm Leica. Ồ, có này rồi. 007 Edition. Trong hộp thì mình sẽ có cái, đây chính là cái dây da cao cấp mà còn cái này cái vali ha em. Dạ, cái này nó sẽ là cái chống sốc thôi. Anh thử cái này cái vali. Dạ, nó sẽ có cái bản dây da đặc biệt để đi cùng. Háo hức quá. Ô, cái túi này y chang như cái túi trên xe của anh nãy luôn. Mà cái này đựng máy ảnh, túi kia đựng tiền. Dạ, tuyệt vời. Tuyệt vời. Thì mình đang nhìn là cái vali cao cấp của lớp shutter với cái lớp da cao cấp ở đây. Thì trên cái vali này nó sẽ có cái tag đặc biệt là lớp shutter kết hợp với Leica và 007. Dạ. Những cái vali này vì họ sản xuất thủ công thế nên là nó cũng sẽ luôn có một cái phần tem kim loại ở đây và có số series của vali luôn. Dạ. Đó. Anh càng nhìn sao anh dễ nghi anh làm cái thùng giữ nhiệt anh nó giống này. À, đây nó sẽ là một cái giấy giới thiệu thôi về cái bộ máy này. Dạ, em xin. Với bản đặc biệt này thì giới hạn là 250 bản và bản của mình là số 137. Thì nó sẽ có những cái như sau. Một là nó sẽ có cái phần nắp đặc biệt, có khắc cái hình viên đạn xoáy của điệp viên 007. Dạ. Đặc trưng luôn ha. Dạ. Đặc trưng luôn của 007. Cái này thì họ làm cũng rất là đặc biệt, là mình phải nhìn dưới một cái góc độ ánh sáng nhất định thì mình đúng mới thấy. Rồi, đúng dạ. rồi.
Cái này hay nè. Về làm cái thùng giữ nhiệt cũng giống vậy luôn. Hẳn hay luôn. Chắc phiên bản 07 quá. À, phụ kiện đi kèm thì mình sẽ có cái phần một là grip. Grip này thì mình sẽ gắn vào cái phần đáy của máy để mình có thể cầm nắm chắc chắn hơn. Ủa chứ cầm cái này không chắc hả? Phải cầm cái này chắc hơn hả? Cái phong cách này là phong cách điều viên đấy. Thế nên là mình ra hiện trường và mình bắn súng thì mình nên chắc chắn. Dạ. Thì hãng họ còn chắc chắn hơn nữa là họ để cho anh một cái thăm. Tức là nó sẽ gắn vào đây và mình tì cái ngón cái lên. Thì khi mà anh có cả grip và thăm thì cái động thao tác mà cầm máy của anh nó chắc chắn hơn đó. Thì anh sẽ không cần phải nghĩ nhiều về chuyện là mình cầm máy ra sao nữa mà mình sẽ tập trung nhiều hơn vào cái việc chụp. Rồi. Dạ. Cái lúc này sẽ để gắn lên cái phần grip này. Thì mình có thể luồn ngón tay qua nếu mình muốn. Đúng vậy hả? Dạ, đúng rồi, nó giống bắn súng anh. Dạ. Dạ. Bản thân em thực ra làm ở đây cũng lâu nhưng mà cầm trên tay những sản phẩm này em cũng run anh ạ. Dạ. Cái phần mút này thì nó sẽ có cái tính năng là để một là bảo vệ ống kính và hai là che những cái tia sáng mà nó từ các bên nó hắt vào á. Thì nó sẽ làm cho cái ảnh chụp của anh nó tránh bị cái hiện tượng flare viền tím và nó làm cho ảnh nó trong hơn. Dạ. Thì trong nhiều người thì lại không ưng, cái này là quan điểm cá nhân thôi. Cái thiết kế vuông vắn của cái hút này thì mình hoàn toàn có thể là mình tháo cái này ra. Rồi. Và mình lắp cái phần ring này vào. Để mình che cái ren đi thì cái máy nó sẽ có một cái diện mạo hoàn toàn khác. Dạ. Như vậy thì nó phải lúc mà chụp ảnh nó sẽ hơi khó hơn đúng không? Nó sẽ bớt cản những cái tia sáng hơn. Dạ. Thì thực ra là em vẫn khuyên là mình nên dùng cái phần hút này. Rồi như vậy cái này thì mình đẩy cổng kính là dạ, sao mình đẩy? Là mình sẽ làm sao? Leica rất đặc biệt là anh chỉ cần clip on thôi là anh đậy nó lên. Là nó sẽ giữ. Anh tưởng là anh phải tháo cái nắp hồi nãy ra. Dạ không, nó sẽ đậy trực tiếp lên đây. Và kể cả nếu anh không dùng miếng hút này, anh lắp cái ring á, anh vẫn đậy được. Dạ. Thì bản của mình là bản 007 Limited Edition thì họ có đánh số đặc biệt 137/250 khắc chìm ở trên hình màn hình này. Okay. Thì cái thiết kế pin này là nó rất đặc biệt so với các cái máy ảnh khác là anh chỉ ấn trực tiếp vào thôi. Và cái thiết kế này cực kỳ là mang tinh thần Đức là khi mình tháo pin ấy, mình sẽ gạt cái lẫy này. Đó, nhưng viên pin nó sẽ không rơi ra vì nó có một cái khóa lại để tránh cái việc là rơi hay là mình mất pin á. Thì mình sẽ ấn nhẹ và nó sẽ tách và mình sẽ tháo pin ra. Dạ. Đó thì hợp lý. Dạ, cái này rất là tiện và bản thân viên pin này nó cũng sẽ được chống chịu thời tiết. Có những cái doang được. Dạ, thì em xin phép bật. Đây thì bọn em có tặng một cái filter Leica cao cấp. Dạ. À là tặng á hả? Nãy giờ quà là cái này á hả? Dạ. Cái này awesome. Cái này giá trị nó cũng ngang ngửa cái máy Sofort đây. Wow. Tại vì cái kính này là họ làm tại Đức. Thế nên là đúng rồi. Ồ thiệt luôn hả? Anh nói đùa mà. Trời, hãng chịu chơi vậy. Gắn thêm vô hay là mình đổi cái lens ra? Cái kính lọc này nó sẽ có cái đặc điểm là một là nó giúp anh bảo vệ ống kính khỏi những cái yếu tố như là bụi hay là xước. Đúng. Dạ. Hai là cái UV filter tức là ultraviolet thì nó sẽ là một cái để giúp mình cắt cái tia cực tím trong cái ánh sáng tự nhiên. Vậy thì cái này nó thông thường tất cả các bạn nào dùng anh Leica đều phải mong muốn có cái này. Hay là cái này nó sẽ xứng với một cái tầm máy nào thì mới nên dùng. Dạ. Ví dụ như cái này mà em vô cái máy hồi nãy là cái gì shop anh quên mất. Sofort đây. Sofort. Dạ. Thì nó mắc ngang ngửa rồi. Dạ, sao tao có khả năng mua cái này mà cái này có gắn vô cái máy đó được không? Cái này thì lại không gắn lên được cái máy đó. Dạ. Hợp lý. Thông thường thì ở đây thì bọn em vẫn rất là hỗ trợ khách hàng là mình có nhiều sự lựa chọn. Nếu mà mình sử dụng một cái máy mình muốn chỉ dùng dưới cái quan điểm là mình bảo vệ cái ống kính thôi thì bọn em cũng vẫn cung cấp những cái sản phẩm kính lọc chất lượng của các hãng khác
Tại vì đương nhiên là nó sẽ có những cái khoản giá khác nhau mà phù hợp với nhiều người. Ở đây thì bọn em có tặng cái kính này thì nó cực kỳ trong. Em xin phép là em sẽ lắp lên cho mình luôn. Đặc thù của cái máy này là chống bụi và nước. Thẻ này mấy ghi em? Thẻ này là 64GB và tốc độ cao. Thì có cái nào 1T không? Hiện tại cái máy này nó sẽ hỗ trợ những cái thẻ lên đến 256GB. Thẻ cao nhất hiện tại nếu em nhớ không nhầm thì nó khoảng 512GB, tức là nó một nửa T. Đúng rồi. Nhưng mà khi anh gắn lên thì nó sẽ có hai vấn đề. Một là thực ra các cái tuổi thọ của thẻ nhớ nó có hạn, cái số lần đọc ghi nó có hạn. Thế nên là nếu mình dùng cái bộ nhớ trên điện thoại ha, thì nó sẽ bền hơn. Nhưng anh dùng thẻ nhớ sẽ có cái này chắc chắn là không tránh được. Anh dùng một vài năm thì tuổi thọ thẻ nhớ nó giảm thì nó sẽ có nguy cơ là ảnh nó bị mất hoặc là cái thẻ nhớ nó gây ra hỏng hóc trong quá trình sử dụng á, thì mình lại mất ảnh mà cái ảnh thì nó sẽ quý hơn cái thẻ nhớ. Thế nên thông thường thì em khuyên là mọi người nên có nhiều thẻ nhớ mà cái dung lượng nó thấp hơn là một cái thẻ nhớ mà dung lượng nó nhiều. Ồ, cái này là anh mới nghe luôn lần đầu luôn á. Tại vì bản thân em... tâm lý mà đúng không? Tâm lý thật ra là muốn gọn. Dạ, em hiểu. Mà muốn nhiều. Dạ. Đó, thì anh cũng rất là hạn chế trong vấn đề là bao nhiêu lần bấm để ra một tấm ảnh. Anh cũng đã hạn chế rồi. Dạ. Đó, nhưng mà đâu phải có mình dùng. Dạ. Người nhà mình, bạn bè mình. Dạ, đúng rồi. Đó, thì họ mượn, họ dùng. Thì nếu mà cái thẻ nhớ mà đôi khi là nó ít quá. Dạ. Rồi nhiều khi người ta mua cái thẻ nhớ khác mà nó lại không có chất lượng thì nó có ảnh hưởng tới bản của mình không? Nếu mà cái thẻ nhớ mà anh dùng mà đúng chuẩn cho cái máy này thì thường là nó sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì với Leica Q2 cái cảm biến nó rất là lớn. Cảm biến mà cái số điểm ảnh ấy, nó lên đến hơn 50 triệu điểm. Và khi mà anh chụp được một tấm ảnh thì họ sẽ co lại, nói chung nó sẽ còn khoảng 47 triệu điểm ảnh. Thì cái file ảnh nó rất là lớn, và nếu anh dùng những cái thẻ nhớ mà chất lượng nó thấp á, thì khi chụp anh sẽ gặp một cái trường hợp là nó bị khựng lại. Như vậy thì với cái thẻ nhớ là 64 đúng không? Cái này của em đang 64. Dạ. Như vậy thì tầm khoảng nhiêu tấm? Nếu hơn 1000 tấm không? Nếu mà anh chụp JPEG thì anh có thể thấy ở đây là máy nó sẽ đề luôn cho anh là anh có thể chụp khoảng 2000 tấm. À, nó tính luôn hả? Dạ, nó sẽ tính cho anh. Và khi mà mình bấm chụp á thì mình vào xem lại thì có trừ lùi không? Nó cũng sẽ báo là anh đã chụp bao nhiêu tấm rồi. Dạ. Cái này nó sẽ trừ lùi. Còn rồi khi sau khi mình xóa thì nó lại tăng lên lại không? Dạ có. Dạ. Mời anh thử. Rồi nó có tính là bao nhiêu cái số ảnh là cái máy ảnh sẽ hư không? Có một cái khái niệm trong nhiếp ảnh nó gọi là cái số sót ấy. Thì nếu mà anh sử dụng cái máy ảnh hãng khác lúc nào nó cũng sẽ có khái niệm là máy này chụp đã bao nhiêu kiểu rồi để họ tính cái tuổi thọ màn chập. Đúng rồi. Tuy nhiên thì với Leica thì ngay kể cả bọn em ở đây, bọn em không có xem được cái chuyện đó. Vì người Đức họ cực kỳ tinh tế và họ cũng có cái sự bảo thủ nhất định. Họ tự tin rằng là cái màn chập của cái máy ảnh nó sẽ trường tồn cùng với máy ảnh. Chừng nào anh còn sử dụng thì nó còn hoạt động bình thường. Đấy. Nên là họ với Leica nói riêng và người Đức nói chung thì cái số sót này nó không quan trọng. Dạ, thế nên là với Leica thì mình không bao giờ cần phải suy nghĩ đến cái số sót của một cái máy ảnh cả. Ở trên cái máy này thì cái thiết kế của Q2 nó rất tối giản, là mình chỉ có nút play là xem lại. Function là một cái nút mình có thể gắn chức năng cho nó. Và menu là để vào những cái điều chỉnh. Thì xem lại, đầu tiên mình sẽ bấm vào play vậy đây. Em có thể anh chụp ngưỡng gái sau đó anh trai em. Dạ, cái này chắc là để em đi kiểm tra lại giới tính xem ha. Dạ, thì cái màn hình này nó cũng cảm ứng luôn. Thì nếu mà anh chụp nhiều thì anh có thể vuốt qua lại như là trên điện thoại. Mình sẽ đi lên phần top ha. Thì cái phần trên này thì cái 007 phiên bản đặc biệt nó sẽ có cái phần khắc nổi ở đây. Leica Q2 này.
ở đây mình sẽ có một cái phòng tốc độ. Thì cái phần tốc độ chụp này để làm gì? Khi mà anh Minh chụp tốc độ chậm á, thì mọi thứ nó sẽ mờ nhòe đi. Không biết anh Minh có xem cái tấm ảnh mà mọi người hay gọi là phơi sáng á, có chụp đường phố và cái đèn chạy dài. Biết. Dạ. Thì đó nó sẽ là chụp bởi những cái tốc độ chậm. Ở đây nó sẽ đánh dấu bằng những cái số như là 1 cộng hoặc là 2, 4 này. Đó thì đây nó là 1 phần 2 giây, 1 giây, 1 phần 4 giây. Và những cái số lớn này thì tức là cái tốc độ nó sẽ nhanh và nó sẽ bắt đứng cái chuyển động. Ví dụ như là mình chụp cầu thủ bóng đá hay là đua xe dạ, thì cái hình ảnh nó sẽ đứng im lại, nó đóng băng cái chuyển động. Là mình chuyển lên cái số lớn. Dạ, mình chuyển lên số lớn. Đó. Ở đây mình sẽ có một cái vòng điều chỉnh các cái thông số của máy. Thì ví dụ như là em sẽ vào menu ha. Tức là Leica thì họ vật lý hóa đây rồi. Những cái này. Nhưng mà khi mà anh muốn chỉnh trong này ạ, thì anh hoàn toàn có thể là chọn, ví dụ ở đây em chọn ISO ha. Thì em có thể vặn cái vòng này để em chỉnh. Thôi, anh nghĩ là anh thích cơ hơn. Chứ dạ. Còn giống này thì những cái máy trước của anh rồi. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì đây bản thân nó cũng sẽ là một cái nút. Là nếu mà anh muốn chỉnh ISO nhanh á thì anh bấm nó xuống. Thì anh sẽ có thể chỉnh ISO ở đây. Dạ. Ông mình vặn ở đây luôn được không? Dạ được. Anh hoàn toàn vặn được. Dạ, nó dùng được. Đó đó rồi, ok. Dạ. Ok ạ. Trên này thì với cái thiết kế tối giản ha. Thì em đi đầu tiên nó sẽ là cái nút ở đây. Cái nút này nó nằm ở dưới cái thăm mình đã lắp lên, nhưng mà họ vẫn có cái bộ chuyển qua đây. Thì cái này để làm gì? Cái ống kính này nó sẽ là cái ống kính mà góc rộng. Thế nên là anh chụp phần lớn thì sẽ là phong cảnh. Rồi, nếu mà chân dung mà anh chụp cho chị nhà thì anh chụp thấp xuống một tí thì chân sẽ dài hơn. Đấy là cái hiệu ứng của ống kính góc rộng. Tuy nhiên thì hãng họ cũng rất cẩn thận là họ cho mình cái nút này nó gọi là nút zoom điện tử. Là khi mà anh bấm vào một lần á, anh sẽ thấy một cái khung trắng ở đây. Rồi. Và tất cả những gì mà anh chụp thì nó sẽ nằm trong cái khung trắng này. Đây nó sẽ là cái zoom nhá. Đó. Nếu thì nó sẽ có rất nhiều nấc zoom. Nấc zoom đầu tiên là 35, tức là từ cỡ 35. Ấn một lần nữa thì nó là 50. Ấn một lần nữa thì nó là 75. Đó, 75 thì tức bấm, là bấm cái này anh 75 coi. Khi mà anh bấm hết 75 thì nó về lại cái tiêu cự. Không, bấm ở chế độ 75 coi, anh ra các bức ảnh nó ra khác cái kia cái gì. Dạ, thì nó sẽ cận hơn rất là nhiều. Nó giống như là mình zoom cái ảnh lên á. Đấy. Cái mục tiếp theo này nó sẽ là cái màu. Thì cái đặc trưng của Leica là cái màu được tạo ra bởi cái cảm biến và cái chất lượng của ống kính. Dạ. Thông thường nếu mà mình dùng điện thoại á, mà mình áp những cái filter lên á, thì anh sẽ thấy là màu nó thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ Leica đây là màu standard, là màu cơ bản. Rồi. Em có chuyển nó qua Vivid á, thì nó màu nó chỉ đậm hơn một chút xíu thôi. Vì với Leica thì cái triết lý của họ không can thiệp nhiều vào phần mềm, mà cái màu sắc nó sẽ được tái tạo bởi cái ống kính và cái cảm biến nhiều hơn. Dạ. Một tip nhỏ là nếu mà anh chụp chị ở nhà thì anh có thể chuyển qua cái natural. Thì cái này nó sẽ làm cái màu trắng da nó mềm và mướt hơn. Dạ. Leica thì họ cũng có hai cái filter đặc trưng là monochrome, là chụp đen trắng thông thường, và một cái là HC, ở đây là high contrast. Tức là chụp cái độ tương phản nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Dạ. Và cái màu đen trắng này là màu đặc trưng của Leica. Dạ. Các cái menu thêm thì nó sẽ có về mặt lưu thông số chụp này, đo sáng, cân bằng trắng, hay là những cái file ảnh này thì em đã set sẵn cho mình rồi. Dạ. Thì mình cứ chụp thôi. Dạ. Và cái cuối cùng này là cái kết nối điện thoại. Trên này thì mình sẽ vào cái phần menu này. Này, mình vào menu và mình chọn cái phần điện thoại mà nó có cái sóng wifi á. Dạ, mình chọn on cái Bluetooth này lên. Khi mà trên app thì mình vào app, mình sẽ chọn cái phần S camera. Tất cả những cái dòng máy hiện thời của Leica thì sẽ đều có trên này và đều có thể kết nối vào điện thoại. À, mình phải chọn đúng dòng đúng không? Dạ. Của mình là Leica Q này và của mình là Q2. Q2. Dạ. Đó, và mình vẫn continue. Mình sẽ cần. Đó, thì ngay lập tức thì nó sẽ báo là có một cái camera series như thế này ở gần mình. Thì một máy ảnh này nó chỉ connect với một cái điện thoại. Dạ không, máy này anh có thể connect với rất nhiều điện thoại nếu có cài app. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì tới lúc mà trong một lúc thì nó chỉ kết nối một. Dạ rồi, ok. Dạ. Đó, muốn hỏi chỗ đó thôi. Dạ ok. À, tại vì nhiều khi mình đang đứng đây cái mình chụp cái người khác, cái vợ mình lại connect vô cái máy. Dạ đúng rồi. Thì nó phát hiện mình đang nhìn cái người khác. Dạ. Nếu mà vợ anh connect vào thì thậm chí là chị còn nhìn được luôn những cái gì anh đang nhìn.
Ô vậy hả? Dạ em sẽ demo cho anh ngay bây giờ. Ô. Thích thích là cái hình ảnh mà em nói mà anh đang cầm điện thoại mà cái máy ảnh mà người ta ngắm anh xem đó, cái đó hay đó. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh cái tính năng đó luôn. Anh không biết mấy cái ảnh cái khác không, nhưng mà đối với anh đối với này là mới là dạ. Anh thích. Thì ngoài cái giao diện này ra, đây những cái ảnh lấy xuống nó sẽ ở đây. Hoặc là anh có thể vào cái phần photo của máy. Thì mình có cái chữ remote ở đây. Và khi mà ấn với remote đó. Giống máy tính thôi. Cái này là giống remote là xâm nhập vô máy của người ta đó. Giả sử em là cái chân máy ảnh đi ha. Rồi. Dạ. Thì đó, thì anh hoàn toàn có thể điều khiển cái máy này bằng cách là chỉnh các thông số. Chọn lấy nét ở đây. Và anh bấm nút trắng để chụp đó. Đây em sẽ lấy anh và cùng bạn Caramel ha. Đó, thì anh Minh có thể bấm lên điện thoại giúp em luôn ạ. Này đúng không? Dạ đúng rồi. Mình sẽ lấy nét trước. Dạ lấy nét trước. Đó. Thì cái app này sau khi mà anh chụp xong á thì nó sẽ xuống đây. Rồi, hay quá. Dạ. Đây là cái video lúc nãy mình quay. Tuy nhiên thì vì cái kết nối của cái giữa hai cái thiết bị này nó là không dây á, nên nó không đảm bảo cái việc là truyền tải cái video dung lượng lớn. Cái video của máy này mình có thể quay đến 4K. Dạ, file nó rất lớn. Thế nên là hiện tại app thì họ chưa hỗ trợ cái tính năng là mình download trực tiếp cái video này xuống điện thoại. Dạ. Mình sẽ xem là mình quay cái gì thôi. Dạ, nếu mà mình muốn lấy video mà nhiều xuống á thì anh giúp em là rút thẻ nhớ ra cắm vào. Cái này thực ra là hãng họ làm để đảm bảo cái chuyện là mình không mất dữ liệu. Tại vì đôi khi là mình chuyển video qua mà được một nửa xong rồi nó bị mất kết nối thì mình có thể mang. Ủa mà nãy giờ nó có thu tiếng không? Nó có thu tiếng trên này anh. Dạ. Thì về ảnh thì mình hoàn toàn có thể là ấn download. Rồi. Dạ. Okay. Thì anh cứ chụp trên này 2 giây là nó qua ảnh ở đây. Dạ nó rất là tiện. Đó. Khi nào mình không dùng nữa thì mình sẽ bấm vào cái bánh răng này. Rồi mình chọn ngắt kết nối disconnect ở đây. Đó, vậy là xong ạ. Rồi, hay quá. Có một cái truyền thống ở Leica của bọn em á là khách hàng sẽ chụp chung một cái máy ảnh mới một kiểu để lấy may thì em xin phép chụp anh được không ạ? Thì em tặng anh thì em cứ chụp thôi chứ anh đâu có ý kiến gì đâu. Chỗ anh ta cho mình máy mấy trăm triệu mình đâu có nhiều tiền nói. Bắt trả tiền mới nói. Ok, và bây giờ mình đã có một thành viên mới cho thành viên của gia đình Nhật Minh. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực để cho anh có những cái bức ảnh mà nhất là chụp cho vợ và chụp những chiếc xe mà Minh có và những cái xe chưa có và sẽ sắp có. Và một lần nữa cảm ơn Leica Việt Nam đã hỗ trợ chương trình này để cho Minh được có những bức ảnh trong tương lai sẽ rất là đẹp. Ok, và các bạn nhớ follow và sub kênh của Minh nhé. Bing toàn, let's go. Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Còn nhiều điều thú vị, các bạn nhớ follow và sub kênh của mình nhé. Let's go!